Trở thành stylist chuyên thời trang cho bé từ 3 đến 12 tuổi với đầy đủ các mẫu mã được chọn lọc từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo về chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất. Sẽ đổi phong cách cá tính cho mùa hè, bé thoải mái vui chơi, vận động. Mẫu áo thun hè dòng thể thao, phong cách với các họa tiết nhấn đặc sắc với nhiều màu. Áo có đầy đủ size số cho bé từ 15 đến 45kg. Chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi tốt, đảm bảo cho bé hoạt động thể thao cả ngày vẫn thoải mái ngay cả trong thời tiết nóng bức. Tiếp đến là mẫu quần thiết kế với 3 màu, đen và xám, vàng cam, dáng dài, có dải rút thoải mái, vừa phải, kết hợp với túi hộp hai bên theo phong cách hip hop, mang lại sự tiện lợi, bé có thể thoải mái đựng những món đồ chơi hay vật dụng nhỏ. Set đồ có đầy đủ size số từ 120 đến 160 cho các bé từ 15 đến 45kg. Alon Kids Shop bán theo set và cả tách lẻ, cửa hàng uy tín, phân phối trực tiếp từ công ty nên giá vô cùng ưu đãi. Áo thun cốt tông thể thao chỉ từ 109.000 đồng một chiếc khi mua từ 3 chiếc. Quần hip hop cá tính với giá là 129.000 đồng một chiếc khi mua từ 3 chiếc. Alon Kids Shop luôn cam kết bán hàng để khách quay lại mua, tuyệt đối không bán hàng để khách không muốn quay lại. Sản phẩm đảm bảo từng đường kim mũi chỉ, chất liệu, mẫu mã tuyển chọn, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho ba mẹ và thoải mái cho bé yêu. Các mẹ nên mua theo combo từ 5 chiếc để nhận được ưu đãi tốt nhất, kèm free ship toàn quốc. Tất cả dòng sản phẩm đều là hàng công ty có thương hiệu lâu năm trên thị trường, đã và đang được các mẹ Việt Nam vô cùng tin tưởng. Giá trên là giá trải nghiệm dùng thử sản phẩm của các hãng, các mẹ đừng lăn tăn khi mua hàng. Để mua hàng nhanh nhất, comment ngay dưới video cân nặng chiều cao của bé. Để lại số điện thoại dưới video, truy cập Shopee và đặt hàng trực tiếp. Tất cả tư vấn đều là miễn phí nha các mẹ. Hotline chăm sóc khách hàng 0989 949 785 0326 91 5050.